Chào các bạn nhé, quay lại với cái bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật lớp 5 này thì hôm nay mình sẽ tiếp tục lắp xe mọi người ạ. Hôm nay thì sẽ làm một con đầu kéo nhé. Tuy nhiên là dùng một bộ này thì mình chỉ làm được cái phần đầu cái thôi mọi người ạ, không đủ đồ để làm phần dơ móc nhá. Sẽ làm con đầu kéo một cầu mọi người nhé. Nếu mà làm con hai cầu thì sẽ không đủ bánh xe, bởi vì bộ này nó chỉ có 6 bánh thôi. Nếu mà muốn làm hai cầu thì chỉ được bánh đơn, nhìn nó không được đẹp. Nên là mình sẽ làm con đầu kéo một cầu nhưng mà cầu sau sử dụng bánh đôi nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm luôn mọi người nhé. Mình cũng lắp bắt đầu từ dàn sassi và dàn chân, sau đó là lắp lên phần cabin và những chi tiết phụ nhé. We'll be right back.
Ok, dàn chassis cơ bản như vậy các bạn nhé. Lát nữa sẽ thêm một số chi tiết khác sau. Bây giờ mình sẽ gắn bánh vào nhé. Tiếp theo mình lắp cabin các bạn nhé. Ok, cơ bản như vậy là nhìn ra cái đầu kéo các bạn nhé. Mình gắn thêm một số chi tiết, thứ nhất là cho nó thêm đẹp và thứ hai là để nó giống thật hơn nhé. Cái bộ này có phần mình không ưng, đó là cái lẫy ở cái cabin này nó lỏng quá ấy. Gắn vào cái đế này nó cứ lệch như này các bạn này. Đấy, mình không gắn miếng này vào ấy, thì nó rất dễ tuột ra. Giờ mình gắn cái miếng này vào để hãm nhá. Nhìn nó cũng giống giống cái miếng cảnh báo nguy hiểm của các bác xe tải, các bác gắn đằng trước ấy. Rồi ok, như vậy là mình đã lắp xong rồi người ạ. Về sau nếu có điều kiện mình sẽ mua thêm vài bộ nữa để mình làm hoàn thiện một con xe đầu kéo, bao gồm phần đầu cái và phần rơ móc nhá. Sản phẩm của mình thì không biết nó giống cái xe gì ở ngoài đời nhưng mà nhìn khá là đẹp nhá. Các bạn có ý kiến gì thì các bạn cứ để lại bình luận cho mình nhá. Các bạn xem video thế hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.